Anh Hùng sắp ra tù làm cái gì đây ba? Làm gì đây ta? Giờ làm sao muốn đi bán đồ, em lấy mấy ký cho anh em mình đi bán tiếp. Mày không á? Mày nghĩ sao? Anh em mình đã ở tù mấy năm trời, cái vụ bán rồi bây giờ mình đi bán tiếp, rồi bắt đầu đi vô đây tiếp. Tao nghĩ là mày ở trong đây riết rồi bây giờ mày quen rồi đó. Nhưng mà em đi bán mau giàu hơn. Giàu cái đầu mày á. Giờ tao nghe tao nói nè, bây giờ hai anh em mình sẽ đi. Xách cái giỏ đi làm mèo, xách cái giỏ ra nga. Ta xách cái giỏ đi làm mèo, xách cái giỏ ra. Ai ta xách cái giỏ đi làm mèo, xách cái giỏ ra nga. Ta xách cái giỏ, xách cái giỏ, xách cái giỏ, xách cái giỏ. Ta xách cái giỏ đi làm mèo, xách cái giỏ đi làm mèo nè. Xách cái giỏ, xách cái giỏ đi làm mèo, xách cái giỏ đi làm mèo nè. Ta xách cái giỏ đi làm mèo, xách cái giỏ đi làm mèo, xách cái giỏ đi làm mèo. Không hổ thẹn khi làm nail, đỡ hơn mấy thằng kiếm phiền hay nằm ở nhà lo làm heo. Kiếm chuyện để buồn lo còn cho bản thân thêm rắc rối. Mà nếu trong tay không có cái nghề để làm ổn định thì chắc chết tôi. Này chị ơi vào bàn em, ngày hôm nay chị khỏe không? Hôm nay chị muốn bông dúng hay là làm treo đòi vẽ bông? Sẵn tiện đây cho em hỏi chị muốn xếp buông hay chọn. Thách chị một tí chị ấy lại bảo bàn tay sắp buông tay chọn. Chị muốn làm sao, muốn làm chân hay làm bột? Em cắn xong móng hết trơn mà chị đợi ý sao đột ngột? Không, không sao chị thích xì và chị muốn sao em chịu nói về mấy con thợ khi thấy cái tay tôi. Đến tới chiều mốt gọi điện thoại nói hello cùng hạ qua YouTube đây. Hôm nay là chị có hẹn chứ đừng cho em đu cây nha. Em còn vợ mà còn con mà còn phải lo sửa tạ. Muốn về sớm nhưng việc tiền thôi thì ôm một em nữa đã trời ơi. Xách cái giỏ đi làm nail, xách cái giỏ nào nha. Ta xách cái giỏ đi làm nail, xách cái giỏ nào nha. Ta xách cái giỏ đi làm nail, xách cái giỏ nào nha. Ta xách cái giỏ, xách cái giỏ, xách cái giỏ, xách cái giỏ. Lên xe rồi đi làm, vỗ là kiếm tiền ngàn chứ không giỡn chơi đâu nha. Bác sĩ nail kiếm tiền triệu chứ ở homeless đâu mà ra. Đổi nước sơn chân chị mang dỡ sao nó thúi. Em ra bồ với chị cho vui, nếu như không chị buồn tủi. Chị đánh cái tour này ép từ là một qua cắt da tay. Em chịu khách nên tùy ý chị như bên trong bụng không chắc là vậy. Em là em rất hiền, lúc đổ lại cũng rất điên. Chị lặng lời với em chỉ có nước là em cho chị tắt điện. Một ngày ôm 2-4 cô, vậy họ nail có chỗ nào khổ. Đi làm nail hơn chút đợt tắt hay là lô tô chút mấy cũng lô. Làm thì mới có ăn sắc cái đi làm nail để kiếm tiền thì có quyền khi trả bill từ Honda qua Cadillac. Thì anh cày từ thứ hai cho tới thứ bảy, 2-3 là đủ tiền mở tiệm làm ông chủ. Xách cái giỏ đi làm nail, xách cái giỏ ra nha. Ta xách cái giỏ đi làm nail, xách cái giỏ ra nha. Ta xách cái giỏ đi làm nail, xách cái giỏ ra nha. Ta xách cái giỏ, xách cái giỏ, xách cái giỏ, xách cái giỏ. Ta xách cái giỏ đi làm nail, xách cái giỏ đi làm nail nè. Xách cái giỏ, xách cái giỏ đi làm nail, xách cái giỏ đi làm nail nè. Ta xách cái giỏ đi làm nail, xách cái giỏ đi làm nail, xách cái giỏ đi làm nail. Xách cái giỏ đi làm nail, xách cái giỏ ra nha. Ta xách cái giỏ đi làm nail, xách cái giỏ ra. Ta xách cái giỏ đi làm nail, xách cái giỏ ra.